cây mộc qua Nhật Bản. Khi ông Nielsen lượn danh nơi phố cổ, mở cửa sổ căn phòng thay đồ của mình trên đồi Camden, ông cảm được một cái vị ngọt ngọt ở sâu trong cổ họng và có một cảm giác trống rỗng ngay dưới xương sườn thứ năm. Gài móc cho cửa sổ mở rộng, ông nhìn thấy một cội cây nhỏ trong công viên Square đã nở đầy hoa, mà hàng thử biểu thì chỉ 60 độ. Buổi sáng quá tuyệt, ông nghĩ, mùa xuân sau cùng cũng đến. Tiếp tục những trầm tư về giá cổ phiếu Tintos, ông cầm cái gương nhỏ có khung bằng ngà lên và xăm soi khuôn mặt mình. Đôi má hồng hào, săn chắc, với hàng ri mép nâu tỉa gọn. Rồi đôi mắt xám, tròn, trong trẻo, mở lớn, lộ ra một vẻ khỏe mạnh rất an tâm. Mặc cái áo khoác đen dài vào, ông đi xuống cầu thang. Trong phòng ăn, tờ báo buổi sáng của ông đã được đặt sẵn trên mặt tủ ly. Ông Nielsen vừa cầm tờ báo lên, thì ông lại nhận ra cái cảm giác kỳ lạ đó. Ít nhiều ưu tư, ông đi đến khung cửa sổ kiểu Pháp và theo những bậc thang sắt cuộn bước vào bầu khí trong lành. Một cái đồng hồ chim cu ở đâu đó điểm 8 giờ. Nửa tiếng nữa mới tới giờ điểm tâm. Ông nghĩ mình sẽ đi dạo một lát trong công viên. Ông có cả công viên cho riêng mình và bắt đầu thả bộ theo con đường vòng với tờ báo buổi sáng cầm trong tay chắp sau đít. Tuy nhiên, chưa đi hết hai vòng, ông nhận ra rằng thay vì biến mất đi trong bầu không khí trong lành thì cái cảm giác nọ lại tăng lên. Ông hít mấy hơi thật sâu, nhờ nghe được bác sĩ riêng của vợ khuyên nên hít thở sâu. Nhưng việc đó làm tăng thêm hơn là giảm đi cảm giác ấy. Cứ như thứ rượu ngọt nào đó đang chảy trong ông cùng với một cơn đông mơ hồ ngay phía trên trái tim. Điểm lại những gì đã ăn tối qua, ông không thấy có món gì khác thường, và ngẫu nhiên ông nghĩ có thể có cái mùi gì đó đang ảnh hưởng tới mình. Nhưng ông không nhận ra gì cả ngoài mùi chanh ngọt ngào thoang thoảng, có vẻ còn dễ chịu nữa là khác. Rõ ràng nó tỏa ra từ những bụi cây đang đâm chồi trong nắng xuân. Ông đang định đi dạo tiếp thì một con sáo gần đâu đó chợt cất tiếng hót, và nhìn lên, ông Nielsen thấy cách đó chừng 5 thước một cội cây thanh mảnh và con chim đang đậu giữa đám cành lá đó. Ông tò mò đứng nhìn chăm chăm cái cây và nhận ra nó, vì đó chính là cái cây ông đã chú ý thấy lúc đứng bên cửa sổ. Nó nở đầy những hoa hàm tiếu hồng pha trắng, còn những cánh lá xanh nhạt thì vừa tròn vừa có lưỡi nhọn, và nắng lấp lánh trên tất cả những hoa lá đó. Ông Nielsen mỉm cười. Cái cây mảnh mai này thật xinh đẹp và linh động, và thay vì đi tiếp tới, ông dừng lại ở đó mỉm cười với nó. Buổi sáng thế này mới phải chứ, ông thầm nghĩ, và mình đây là người duy nhất trong công viên là kẻ có ra đây. Và nhưng vừa nghĩ thế thì ông thấy gần như ngay bên cạnh mình là một người đàn ông cũng chắp tay sau đít. Người đó cũng đang nhìn lên và mỉm cười với cái cây. Hơi sững lại, ông Nielsen tắt nụ cười và len lén nhìn người lạ. Đó là người hàng xóm nhà kế bên, ông Tenram, cũng nổi tiếng trong phố cổ và đã về sống ở ngôi nhà liên kế với ông khoảng 5 năm nay. Ông Nielsen lập tức nhận ra tình cảnh khó chịu của mình, vì giờ đã có gia đình, họ đã không có dịp nói chuyện với nhau. Hoang mang không biết phải cư xử ra sao. Sau cùng, ông quyết định lúng búng một câu. Buổi sáng đẹp quá. Và định đi qua luôn, thì ông Tenram đáp. Quá đẹp so với thời điểm này trong năm. Nhận ra một thoáng bối rối trong giọng ông hàng xóm, ông Nielsen thấy tự tin hơn để nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta cao ngang cỡ ông Nielsen, với đôi má hồng hào, săn chắc, cũng ri mép nâu gọn ghẽ, với đôi mắt xám tròn, trong trẻo, mở lớn, và cũng mặc áo khoác đen dài. Ông Nielsen nhận thấy, ông ta cũng cầm tờ báo buổi sáng cắp ra sau lưng khi ngước lên ngắm cội cây.
và như ít nhiều chìm trong cảm giác bị thu hút chú ý. Ông đột nhiên nói, ông có biết cái cây này gọi là gì không? Ông Thanram đáp, tôi cũng đang định hỏi ông điều đó. Và bước về phía gốc cây, ông Nielsen cũng bước theo. Tôi chắc người ta có gắn bản tên cho nó. Ông ta nói, ông Thanram là người thấy cái bản tên đó trước, gần chỗ con sáo đang đậu. Ông đọc lên, mọc qua Nhật Bản. À, ông Nielsen nói, tôi cũng đổ chừng thế, thứ cây ra hoa sớm. Rất sớm, ông Thanram tán đồng, bữa nay khí trời cũng lạ nữa. Ông Nielsen gật đầu, có một con sáo hót nữa. Ông nói, bọn sáo. Ông Thanram đáp, tôi thích chúng còn hơn bọn chim hét nữa, tiếng nó hót có sắc thái hơn. Và ông ta nhìn ông Nielsen với vẻ hầu như là thân thiện. Đúng thế. Ông Nielsen lẩm bẩm, mấy thứ cây nước ngoài này, chúng không kết quả, nở hoa thật đẹp. Và ông lại ngẩng lên ngắm hoa, thầm nghĩ, tay này hay đây, mình thấy hơi thích ông ta rồi. Ông Thanram cũng ngắm hoa, và cội cây thanh mảnh ấy như cảm được sự chú ý của họ, khẽ lay động và tỏa sáng hơn. Ở đằng kia, con sáo kêu một tiếng lãnh lót. Ông Nielsen cúi mặt xuống. Đột nhiên ông thấy ông Thanram trông hơi ngố và làm như đã nhìn thấy chính mình. Ông nói, tôi phải đi đây, chúc buổi sáng tốt lành. Khuôn mặt ông Thanram thoáng thay đổi, làm như ông ta cũng vừa bất ngờ nhận ra điều gì đó ở ông Nielsen. Buổi sáng tốt lành, ông ta đáp rồi lại cắp tờ báo ra sau lưng. Họ chia tay. Ông Nielsen thả bước ngược lối cũ về cửa sổ, nhìn ra vườn nhà mình, đi chậm rãi để tránh về tới nhà cùng lúc với ông hàng xóm. Nhìn thấy ông Thanram bước lên những bậc thang sắt cuộn, ông cũng leo lên bậc thang của mình. Lên đến bậc trên cùng, ông dừng lại. Cây mọc qua Nhật Bản với nắng xuân nghiêng nghiêng, nhảy nhót và xao động trên mình, trông giống một sinh vật hơn là một cội cây. Con sáo đã trở lại đó và đang hót say sưa. Ông Nielsen thở dài, ông lại thấy cảm giác kỳ cục đó, cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng. Có tiếng ho và thở dài làm ông chú ý. Đằng kia, trong bóng râm của khung cửa sổ kiểu Pháp, ông Thanram đứng đó cũng đang nhìn qua công viên về hướng cây mọc qua mảnh mai. Bối rối một cách không giải thích được, ông Nielsen quay phắt vào nhà và mở tờ báo buổi sáng của mình ra.